À, em đẹp lộng lẫy luôn, màu tím, tím buồn, buồn ơi là buồn. Mấy cái đậu hũ này mua về mình chiên sơ nè, nấm thì luộc sơ, còn cà tím thì mình cũng chiên sơ, sẵn sàng hết rồi. Bông nó nhiều lắm nha. Đây nè, cái loại nho này giống như trái hành quân vậy đó. Đúng ra là mình phải thu hoạch sớm hơn, cái lúc mà nó ra cọng nhỏ nhỏ cỡ cỡ này. Chỉ một cây thôi mà mình hái được bao nhiêu đây nè, thấy ham dễ sợ chưa. Xin chào cả nhà nha, hôm nay mình ra sân trước sân sau coi có rau gì thì mình sẽ thu hoạch rau đó nha. Hôm nay mình thu hoạch một ít rau cải để vô mình xào hay mình luộc ăn, làm buổi cơm chiều luôn. Lá nó tươi xanh nè, tốt ơi là tốt á. Bữa nay trời nó cũng âm u, không có một miếng nắng luôn, từ sáng tới giờ. Giờ là 2-3 giờ chiều rồi, đâu 3 giờ, 3 giờ mấy rồi, gần 4 giờ chiều rồi mà không có miếng nắng nữa. Bẻ mấy cái rau cải keo này á, mê lắm luôn á cả nhà. Nó dần rụng mà. Hẹn một tuần lễ sau mình sẽ ra mình thu hoạch tiếp tục nha. Chỉ có 6 cây thôi mà nguyên một rổ. Cái rổ này là rổ bự lắm luôn á. Mình còn một cái bông cải tím ở đây cho nên là mình sẽ thu hoạch luôn. Đó, cả nhà xem nó đẹp chưa nè. Nó không có ánh nắng cho nên thấy không có rõ ha. Đó, đẹp chưa? Em đẹp lộng lẫy luôn. Màu tím, tím buồn. Buồn ơi là buồn. Chỉ còn một cây duy nhất thôi, cho nên là mình sẽ thu hoạch nó vô luôn. Trồng mấy cái bắp cải hay là bông cải á, khi mà nó ra bắp ra bông á, nhìn thấy cưng dữ lắm luôn. Wow, cái thân nó hơi bị to luôn nha. Đó. Wow, nó dọn đụng luôn. Đó, cái bắp của nó nè, cái bông chứ, cái bông của nó nè. Cái này là mình thu hoạch đúng tuổi của nó luôn đó. Cái bông của nó vừa mới nở ra thôi. Còn nếu mà mình để nó già đó, là những cái bông của nó, cánh bông của nó sẽ bung ra, nó thưa ra, chứ nó không có được chắc như thế này. Cái này cô dâu cầm làm bông cưới là cũng đẹp lắm luôn đó nha. Coi nè, đẹp chưa? Đó, đẹp lộng lẫy luôn. Màu tím này có ánh sáng đẹp lắm luôn ha. Bữa nay mình quay phim nó không có một miếng ánh sáng nào ở trơn á. Tiếc ơi là tiếc luôn. Mấy cái cây bí ngòi này của mình á, là nó đang có ra bông ra trái cưng lắm nha. Đó, đậu được một trái nè. Mấy cái bông cái là nó ra trái nhỏ nhỏ đi kèm theo. Còn mấy cái bông đực á, nó là chỉ cái nhánh và cái bông thôi. Đây là bông đực nè. Nó chỉ là cái cuống và cái bông thôi. Đợt đầu á, thì nó ra bông cái không à. Có nghĩa là bông nó có cái trái nhỏ nhỏ theo vậy đó. Nhưng mà không có bông đực cho nên là nó đâu có thụ phấn được. Cho nên cái trái nó bị vàng, cái bị teo lại từ từ. Đây, đậu được nè. Cái loại này bí tròn ha. Bí ngòi tròn. Mấy cái trái màu vàng này á, mình nghĩ là chắc nó không xong rồi. Mặc dù là nó ra cái trái bự cỡ ngón tay của mình rồi, ngón tay cái hoặc ngón chân của mình luôn á. Nhưng cái trái này là bị hư nè. Đây nè, thấy không? Mấy cái bông mà nó không có được thụ phấn á, ây da, là cái trái của nó sẽ bị teo lại. Biết chưa? Như cái trái này là mình thụ phấn hồi sáng nó rồi nè. Đó, mình lấy mấy cái bông đực á, mình trét nó vô. Đây nè, trét xong rồi dục trong đó luôn. Đó, hy vọng là cái trái này đậu ha. Hy vọng là cái trái đó mình có chấm nó. Có khi thì ra bông đực không à, khi bông cái không. Cho nên là nó không có đậu được trái uổng gì đâu luôn á. Quá chừng chi chít ở trong đây nè. Nùi 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 ở trong đây nè, thấy cưng không? Đó, trái ní 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 bông cái không đó. Nguyên cái khu đằng đây của mình đó là mình trồng cà tím nè. Năm nay mình trồng cà tím nhiều lắm, nhiều mà lại nhiều loại nữa. Đó, nguyên một hàng đó là cà tím không, rồi bí ngòi.
Đó, cà tím nhiều dữ lắm luôn. Còn mấy thùng này là mình cũng đang ươm tiếp tục cà tím mà cái loại trái tròn mà dẹp để mình trồng vô mấy cái thùng này. Bây giờ thì mình sẽ xuống đằng sau để mình thu hoạch luôn mấy cái đám rau đằng sau nha. Ờ, mấy cái bông hồng này của mình nó bị lai hay bị gì mà nó cái bông màu vàng mà nó có cái cánh nó màu hồng nè. Wow, thấy lạ không? Làm như cái cây này nó bị lai hay sao á. Nó cái bông nó màu vàng nhưng mà những cái cánh rìa rìa bên ngoài của nó đó nó có ẩn hồng lên nè. Năm nay là năm đầu tiên mà mình thấy nó bị như vậy nha. Chứ đúng ra của nó là màu vàng thôi. Đây nè, nó màu vàng như vậy nè. Nhưng mà cái này là nó bị lai hay sao ha. Có thể là nó bị lai mấy cái bông hồng của bà hàng xóm á, trồng nhiều dữ lắm. Có thể là lai cái màu hồng ở bên đó. Rồi, nhìn thấy cưng không? Cái này một hồi mình cũng sẽ ra mình cắt tỉa nó lại. Bây giờ xuống đằng sau. Xuống đằng sau mình sẽ thu hoạch luôn cái đám rau mồng tươi, rau muống, rồi rau dền Mỹ. Đó, hôm nay là mình bội thu rau luôn. Đó. Nhưng mà đi cái đường này nha. Đi cái đường này. À, ghé vô cái cây quýt nào quay cho cả nhà xem nè. Hôm nay cái trái của nó thì nó to to hơn, cho nên là sẽ dễ thấy hơn. Nhưng mà nó màu xanh á, cho nên đây nè. Đó, trái quá chừng luôn không? Năm nay là nhà mình là bội thu nha, bội thu quýt nha. Năm vừa rồi là mình thất mùa thì năm nay mình sẽ trúng mùa nha. Sẽ có một năm này năm kia. Đó, nguyên cái hàng này, mấy cái khuôn chậu xanh của mình á thì mình ươm cái hột cải. Cái này là rau cải thìa. Đợt trước mà mình nói là mình ươm nhưng mà không đúng vô cái mùa theo hướng dẫn của bao bì đó. Nhưng mà mình cứ ươm đại để thử coi làm sao. Thì nó lên tươi tốt, dễ sợ chưa? Cưng không? Ươm thì nó lên đó. Nhưng mà nếu mà không có vô đúng mùa của nó, nhiều khi nó sẽ không có lên cây tươi tốt được. Cho nên là để mình chờ coi làm sao. Đi cái đường này cho nên là phải chui. Mùa này á, là mấy cây trái vườn của mình á, nó đang ra bông. Đó, cả nhà xem này là mãng cầu này là mãng cầu Lisa. Còn cái đây, cây này mới là hoàn toàn mới nè. Này là cây nho. Bông nó nhiều lắm nha. Đây nè. Cái loại nho này giống như trái hành quân vậy đó. Cái trái da nó màu đen và nó hơi dai dai, cái vỏ nó dai dai. Mình ăn mình thấy nó ngon lắm, nó ngọt. Đó, cho nên là này cũng có một anh cho mình, tên quên nè, tự nhiên mình quên cái tên của ảnh nè. Ảnh ở nhà ảnh trồng cái này á, rồi ảnh chiết, ảnh cắt ra ảnh cho mình nè, cho mình một nhánh về trồng. Tại có tới nhà ảnh chơi á, có ăn thử loại nho đó. Với lại thấy cái trái nó đeo lên cái thân nó nhìn thấy thương quá. Đeo lên cái vàng chứ quên. Đó, dễ thương không? Hy vọng là nó sẽ ra trái nha. Chủ yếu là mình cho nó bò lên cái vàng này nè. Vàng này là vàng cung. Không biết bò hết năm nay không. Mấy cái rau muống này là mình mới vừa trồng xuống đây chừng 2 tuần thôi. Nhưng mà để mình cắt mình tỉa nó lại để cho nó dưỡng dưỡng nó đó. Để nó ra cái đợt sau cho nó khỏe hơn. Cái đợt này thì nó không có được tốt. Tại vì lúc mình trồng xuống thì nó cũng lỡ cỡ đó. Cắt nó luôn. Mấy cái rau muống này nếu mà mình chịu chăm á, mình tưới mấy cái phần cá lên á là nó tốt dữ lắm. Này mình cắt cái đợt này đi. Hôm nay ra vườn á, chủ yếu là mình thu hoạch cái đám rau mồng tơi này của mình nè. Thấy cưng chưa? Mồng tơi Việt Nam với mồng tơi Mỹ, hai khuôn kế bên. Đúng ra là mình phải thu hoạch sớm hơn. Cái lúc mà nó ra cọng nhỏ nhỏ cỡ cỡ này nè. Nó ngắn ngắn chứ, nó ngắn ngắn cỡ này á là mình cắt ăn ngon lắm. Nó non. Còn này mình để nó dài, nó bò luôn như vậy nè. Quá chừng luôn không? Nhưng mà không sao, mình thấy nó cũng còn non lắm. Wow, non trong mà nghe. Uống đu. Cọng nào cũng nói nó uống đu ngon dễ sợ không? Hôm nay á, mình thu hoạch mấy cái rau cải vô nấu canh ăn là ngon lắm á. Chiên vài con khô lên nữa. Ồ, nghe nói là chảy nước miếng rồi đó nha. Ăn cơm với khô là khỏi chê đó. Này lấy chừng mấy con tôm thôi. Lột vỏ ra. Rồi cái là mình đập dập dập á. Mình xào sơ sơ, niêm niếm.
đổ nước nóng vô, bỏ rau vô. Ồ, nó ngon. Rau mình mới cắt vô ăn nó ngon lắm, nó ngọt ngay à. Coi cái thân này, cái thân của nó ú nu luôn ha. Mấy cái rau này khi mình thu hoạch á, mình chỉ cần cắt như vậy thôi là bắt đầu nó nhảy ra cái nhánh mới để cho mình ăn, không sao hết. Cái này mà mình không thu hoạch á, mình để vài bữa nữa là chắc nó già luôn á. Trong cái khuôn này á, đợt trước là mình cũng có rải mấy cái hột rau mồng tơi xuống đây nữa, cho nên là có một số cây nhỏ nhỏ nó đang bắt đầu nó mọc lên rồi nè. Bữa nay thời tiết không có nắng đó, cho nên là mình quay video nó cũng hơi bị tối, nó không có ánh sáng. Đây là mấy cái cây nhỏ nhỏ nè, là mấy cái hột giống mà mình rải đó. Này rau muống. Cây này nó eo ọt rồi, thôi bỏ đi. Cái khuôn kế bên đây là rau your spinach. Đâu rồi? Đây. Ở Việt Nam mình kêu là cải chân vịt đó. Nó giống cái chân vịt đó. Đây nè. Cái này á, mình ăn rồi, xào tỏi ăn rất là ngon nha. Cho nên là mình thấy vậy á, mình mua về mình trồng. Mà mình thấy ngoài chợ á, bán cũng giá nó cũng cao lắm chứ nó không có rẻ đâu. Cho nên thôi mình mua mấy cái này về á, mình trồng mình ăn thì nó vừa ngon, vừa ngọt mà vừa rẻ nữa. Cái đám này á, thì nó cũng chưa có được tốt cho lắm. Để dưỡng cho cái đợt sau á, nó ra đều hơn với lại nó tốt hơn. Còn cái đợt này nó mới vừa mọc lên được một khúc ha, thì mình thấy cái lá nó không có được khỏe cho lắm. Lúc mình mua về á, là cái cây á, cái lá nó cũng nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà nó cũng không có được khỏe. Bây giờ á, mình cắt để mà mình dưỡng á, cho đợt sau nó ra tốt hơn. Hôm nay là mình bội thu rau luôn, hai xịa rau. Rau cải keo, mồng tơi với lại rau chân vịt. Bây giờ thì mình vô trong nhà để chuẩn bị mình làm cơm chiều nha. Nguyên một rổ rau tươi xanh luôn. Wow, nặng lắm nha, nhiều lắm. Hôm nay là mình nấu cái món đậu hũ cà tím với lại nấm mình kho với tương hột với chao. Cái món này là có một người ở trong tiệm đó, họ nấu ăn ngon, cho nên là mình hỏi cái cách làm. Mấy cái đậu hũ này mua về mình chiên sơ nè, nấm thì luộc sơ, còn cà tím thì mình cũng chiên sơ, sẵn sàng hết rồi. Cái này thì hành tỏi mình xào lên cho nó vàng, cái bắt đầu mình bỏ từng món vô. Rồi đổ cái nước này là trong đây có tương hột, chao với lại dầu hào. Rồi bắt đầu là mình đánh cho nó nhuyễn ra, mình nêm nếm cho vừa ăn. Đó, cái là mình đổ vô mình kho thôi, để làm thử cho ngon không nha. Mình sẽ bỏ nấm vô trước, để nấm nó lâu thấm hơn với lại nó dai á. Mấy cái đậu hũ này á, mình kho với tương hột á, cho nó thấm vô cái miếng đậu hũ á, mình ăn cơm nó ngon lắm. Nhiều khi mình ngán thịt ngán cá, mình làm mấy cái món kho chay gì nè, mình ăn nó đỡ ngán hơn. Thank you.
Bây giờ mình sẽ đổ cái nước tương hộp này vô, tương hộp với chao. Mình nêm nếm ở trong đây nó vừa ăn rồi. Kho riu riu để đây một hồi mình sẽ nêm nêm lại. Tại vì mình bỏ mấy cái rau củ với lại cà tím vô đây á, nhiều khi nấu một hồi nó sẽ lạt hơn, cho nên một hồi mình sẽ nêm lại. Món này không biết là hai đứa nhỏ nó chịu ăn không, tại có cái mùi tương hộp với mùi chao á. Bên cái chảo này á, thì mình sẽ xào cái rau chân vịt đó, hồi nãy mình thu hoạch đó. Mình xào tỏi để chấm với lại cái đậu hũ mình kho tương hộp ăn. Thay vì mình ăn cái món rau muống xào tỏi thì mình ăn cái rau spinach này, mình xào tỏi ăn cũng ngon lắm. Tỏi mình xào nó vàng rồi mình để riêng ra cái dĩa để một hồi mình để lên rau xào. Mình nêm nó cũng vừa ăn rồi, cho nên là mình sẽ bỏ ra ngoài dĩa luôn. Hồi nãy nhiều lắm nha, mình rửa là cả rổ đó, mà mình xào xuống lại còn nhiêu đây à. Lấy cái dĩa cho nó to vô, bây giờ để gọn vô có chút xíu à. Cái này là mình xào nó cũng hơi mềm đó nha, chứ đúng ra đó là vừa để vô là mình nêm nếm là ngon rồi. Cái này lỡ tay mình để hơi bị lâu, nó hơi mềm. Mấy cái tỏi mình cháy lên đó, xong mình để riêng ra, mình bỏ vô xào thì nó sẽ giòn và nó có cái mùi thơm nhiều hơn là mình bỏ rau vô xào luôn. Đó, hấp dẫn chưa? Rất là ngon nha, cái rau này ăn rất là tốt, rất là bổ đó. Cả nhà mua về để xào thử ăn nha. Mình nghe nói là nấu canh ăn cũng ngon nữa, hoặc là nhúng lẩu. Nhưng mình chưa có ăn qua, mình chỉ mới xào tỏi thôi. Ăn lần này là lần thứ hai, rất là hấp dẫn. Còn cái món đậu hũ cà tím với nấm này của mình kho thì mình làm lần đầu tiên, mình chưa có biết là ăn ngon hay không. Cái tương hộp mình kho lên á, cái mùi nó thơm dễ sợ. Để ăn thử cái miếng cà tím á, coi nó thấm vô nó vừa chưa. Ngon nha. Nó bùi bùi, nó béo béo của cái chao với lại của tương hộp. Ăn miếng đậu hũ nữa. Rất là ngon. Cái miếng đậu hũ thì bên trong nó chưa có thấm cho lắm, nhưng mà bên ngoài mình thấy nó áo bên ngoài á, nó rất là ngon, nó vừa ăn á. Cái này theo mình thì bỏ thêm một miếng bột nêm súp gà cho nữa, cho nó mặn hơn chút xíu nữa để mình ăn với cơm á thì nó sẽ vừa. Rất là ngon á, ăn nguyên một miếng đậu hũ không luôn.